Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Ai niệm Phật? Bây giờ là lúc để chúng ta thảo luận. Vậy ai có vấn đề gì thì cứ việc nêu ra để mọi người cùng nhau nghiên cứu bàn luận. Có người hỏi về câu ai niệm Phật là sao? Như trong Kinh Kim Cang nói, tinh vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Cho nên nếu có chỗ thì đó tức là trụ, còn không có chỗ trụ là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, là cái chỗ đó mà dùng công. Nếu chúng ta chú ý vào một chỗ nào rồi nghĩ đến tốt hay không tốt thì đó đều là chấp trước. Tu hành là tu đến chỗ không còn chỗ chấp, cái gì cũng không chấp, thân thể cũng quên luôn. Đến cả thân thể cũng không có, vậy còn chấp vào cái gì nữa? Lúc tọa thiền, chúng ta không nên nghĩ nhớ đến bất cứ điều gì, mà chỉ cần nhớ ai niệm Phật. Ai là người đang niệm Phật, tức là tìm cái ai này. Chừng nào tìm được ai rồi, thì đó là lúc khai ngộ. Nếu tìm không được, thì một ngày cũng phải tìm, 10 ngày cũng phải tìm, 100 ngày cũng phải tìm, 1000 ngày cũng phải tìm, 1000 ngày cũng phải tìm, 1 năm, 10 năm, 100 năm, 1000 năm, 1000 năm, đều chỉ là tìm nó. Cho đến lúc nào tìm được nó, lúc đó mới thôi. Quý vị đừng mong cho mau, vì đây không giống như hút thuốc phiện, hễ hút xong là đã cơn nghiện. Nó đâu có dễ như vậy. Vì nếu dễ thì là pháp môn lừa dối. Pháp môn tu chân chánh là phải chính mình nỗ lực dùng công, không nên có ý nghĩ như anh nông phu, vì muốn giúp cho lúa mau lớn, anh bèn kéo cây lúa cao lên một chút, để chúng cũng lớn mau thêm một chút. Đó là tư tưởng sai lầm. Cầu ai niệm Phật có thể chặt đứt tất cả các vọng tưởng, các dục niệm, có thể chém giết hết cả 10 đại quân ma. Chữ ai này là thanh bảo kiếm Kim Cang Dương. Cái gì nó cũng chém sạch hết, cho đến không còn chỗ nào để chấp cả. Phàm những gì có hình tướng thì đều là hư vọng. Nếu người nào thấy tất cả hình tướng là phi tướng, tức là thấy được Như Lai, còn có chỗ chấp thì đó là tâm người, tâm chúng sanh. Không có chỗ chấp thì là tâm đạo. Khi chúng ta ngồi thiền mà không nghĩ đến chữ ai này, vọng tưởng sẽ phát sanh, nên không thể khai ngộ được. Dùng câu thoại đầu này khi tham thiền là lấy độc công độc, dùng vọng tưởng khống chế vọng tưởng, cũng là dùng một vọng tưởng để điều phục nhiều thứ vọng tưởng. Chúng ta dùng nó mãi cho đến khi sơn cùng thủy tận, không còn đường nào để đi, thì chính chỗ chuyển thân quay mình đó sẽ khai ngộ. Giảng ngày 9 tháng 9 năm 1980. Ha ha ha, 问什么的说。